Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh ẩm thực cuộc sống. Thì hôm nay mình sẽ vào bếp làm món chuối xanh ngào đường mọi người ạ. Thì đối với món chuối xanh ngào đường này mình có bổ sung thêm một số vị như là vị chua và vị cay thì làm cho món ăn nó đỡ bị ngấy. Thì bọn trẻ con nhà mình rất là thích. Thì bây giờ mời các bạn vào bếp làm với mình nhé. Một trăm bảy mươi. Chết bơ này em còn muốn cha chung. Ơ mợ làm nền trắng như thế nào ấy? Hiu. Phạm. Ừ, chúng ta đã một người phạm. Chạy ngay đi trước khi mọi điều tồi tệ hơn. Ủa, đấy, nè, muối. Đoạn mình thích nhất đấy. Nhiều ấy. Vừa ngọt vừa chua lại vừa cay nữa.
giòn nữa, không ạ?